Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là nhà vườn Cát Tường. Hôm nay là ngày 13 tháng 11 nhá Mình ra vườn để hôm nay mình làm một cái clip về tất cả các cái giống cây hiện tại ở vườn nhà mình. Đây là cái khu vườn mới. Mình mới chuyển sang đây thôi. Mọi người có thể nhìn thấy này. Cây mình ở vườn cũ mình chưa chuyển được về nhiều lắm nhưng mà thôi. Có cây nào thì mình sẽ like cây đấy cho mọi người nhé. Có cây nào mình sẽ nai like cây đấy cho mọi người để mọi người có thể uh, cập nhật được những cái cây giống ở vườn mình và những bạn nào đang cần những cái cây này thì có thể liên hệ cho mình theo số điện thoại là 037 522 7484. Đầu tiên ý, mình uh, <laughs> mình sẽ cho mọi người xem cái cây bi nhà mình nhá. Và cái cây bi này thì là đang rất là to này rất là to và đẹp. Mình chỉ còn có bốn cây, bốn cây thôi nha mọi người nhé. Bốn cây nhá mọi người ạ. À, uh, một này, hai này, ba này, 4 này Đấy mà, như mọi người nhìn thấy đấy Cây thì đang có chiều cao là từ 1 m rưỡi đến 1 m sáu 1 m bảy gì đấy nhá mọi người ạ à. Đường kính gốc của cây là ca là được khoảng 2 phân rưỡi nhá Đường kính gốc của cây là 2 phân rưỡi Và cây rất là sum xuê, cành lá rất là đẹp nhá mọi người ạ à. Cây rất là mỡ màng này Và đặc biệt với cái cây này đó là chuẩn bị đến mùa quả mùa hoa rồi nhá Cây sẽ đang bắn nụ lên nhá Cây đang bắn nụ lên như cây này là lụ đã rất là to rồi mọi người có thể nhìn thấy này hầu như mắt nào cũng sẽ có lụ nhé mắt nào cũng sẽ có lụ này à, cái cây này ấy, bình thường là bên mình đang bán nào một triệu cho mọi người một triệu cho mọi người nhưng bây giờ mình còn có bốn cây này thôi mà đặc biệt để đang có hoa như thế này hiện tại mình chỉ còn bốn cây mình sẽ sell và cho mọi người để mọi người trồng uh, vừa trồng vừa có thể thưởng thức cái quả của nó rất là ngon và rất là đặc biệt với quả của nó thì Hi chín là có màu vàng tạo thành chùm 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 ý. Nhìn rất là thích và rất là đẹp nhá. Thì mình đang bán, hiện tại bây giờ mình sẽ bán cho mọi người với giá là 800.000 nhá mọi người. 800.000 nhá. 800.000 nghìn. 800.000 nghìn một cây. Còn 4 cây mình sẽ bán 800.000. Vui tính mình sẽ, vui tính luôn. Bây giờ mình sẽ bao ship cho mọi người luôn nhá. Bao ship luôn. 800.000 một cây. Bao ship tại vườn luôn các bạn nhá. Bao ship về tận nhà cho các bạn luôn nhá. Cây này nó là cây bi qua Mình xin giới thiệu thêm một lần nữa đó là cây bi qua nhé mọi người Bi qua này, cây số 1 này, cây số 2 này, cây số 3 này Và cây số 4 Bạn nào thích chưa? Cây nào thì comment cho mình số... Ở tin nhắn hoặc là kết bạn zalo Hoặc là gọi điện trực tiếp cho mình Theo số điện thoại là 037 522 7484 nhé mọi người Để mình có thể chốt đơn hoặc tư vấn thêm cho các bạn nhé Đây là cây bi qua Mình có thể quay cho các bạn 800.000 bao ship tận nhà luôn nhé mọi người Cây đặc biệt đang có hoa nhé Rất là sum xuê, rất là đẹp nhé mọi người ạ à. Và số lượng cái hàng này không về được nữa Không về được nữa đâu nhé mọi người Chỉ còn có 4 cây này nữa thôi Nên mọi người nào chưa mua thì hãy mua luôn nhé Bởi vì nó rất là ngon đấy ạ à. Quả nó rất là ngon và ngọt Có thể chịu mọi thời tiết khí hậu Không kén khí hậu luôn nhé Bắc Trung Nam mình đều có thể trồng được Em quay một lần nữa cho các bác Em sẽ đếm này Cây số 1 này Cây số 2 này Cây số 3 và cây số 4 nhé Bác nào muốn trồng cây nào thì chốt cho em Theo số thứ tự của từng cây để em có thể lấy cho các bác nhá, Để em có thể lấy để đóng hào cho các bác Tiếp theo em xin giới thiệu thêm cho các bác Đó là một loại trà Đó là trà tứ quý nhá Trà tứ quý và trà này nó gọi là trà ngũ sắc Trà ngũ sắc mọi người ạ Đây là cây trà ngũ sắc này Trà ngũ sắc bên em đang bán hiện tại ở vườn là 280 nghìn một cây bao ship nha mọi người ạ. À. Rất là rẻ luôn. Em bán để vừa bán tặng cho mọi người nha. Thực sự trà này thì bình thường nhập vào cái giá của nó rất là cao rồi. Nhưng mà em vẫn bán tặng để cho mọi người trồng để chơi Tết. Và có thể có những bác nào chưa trồng bao giờ thì mình có thể mua một cây với giá thành rất là rẻ như thế này về để trồng và chăm sóc. Nếu mà nó hợp thì sang năm mình lại quay lại mình mua thêm. Đấy, đây là trà. Trà này em xin giới thiệu thêm một lần nữa, nó là trà ngũ sắc nhá. Trà ngũ sắc và trên cây nó rất là nhiều nhiều hoa của nó rất là nhiều màu nhá mọi người. Nó không phải nó có một màu mà bông hoa nó có nhiều màu. Cái trà ngũ sắc này thì nó hợp với khí hậu ở Bắc Trung Nam nhưng mà miền Nam khi mình trồng trà ấy thì mọi người cố gắng trồng ở cái nơi nó mát mẻ chứ đừng mình nó không ưa phải lắng trang trang như ở ngoài kia ngoài trời đó bạn nó không ưa quá nhiều ánh nắng nhá mọi người mọi người trồng thì có thể trồng ở trong nhà cũng được hoặc là ở hiên của mình cũng được khí hậu của cái cái ánh sáng cái lượng ánh sáng của nó chiếu vào cũng rất là không không nhiều lắm lượng ánh sáng của nó chiếu vào không nhiều lắm thì mình có thể trồng nó ở trong hiên hay là ở dưới bóng mát hoặc là dưới tán cây cũng được Cây sẽ phát triển rất là tốt và đặc biệt trà này thì rất là dễ chăm Nó có thể ra hoa quanh năm Nhưng mà theo em ý, thì là các bác có thể chơi trà thì nên là Mình nên là mình nên lấy hoa vào cuối năm thôi để mình chơi nó tập trung Thì cái bông hoa trà nó rất là đẹp và rất là sai còn bác nào mà chơi quanh năm ấy thì cái bông hoa trà vào cuối năm nó sẽ không đậu được nhiều 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 lụ nhá. Thế Đấy, như những cái cây bông hoa trà này thì nó là cây nó cũng chưa phải là cây trưởng thành lắm nên nó không được nhiều lụ lắm. Những cái cây này nó chưa phải là cây trưởng thành lắm nên nó cứ, mọi người nên người ta cũng để ít lụ thôi. Mình có muốn chơi nhiều lụ thì để sang năm mọi người có thể chơi nhá. Em còn có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cây em còn chín cây hoa trà bán 280 000 bao ship tận nhà luôn nhá. 280 000 ba bao ship, bác nào mà muốn trồng hoa trà thì liên hệ cho em để em có thể gửi cho các bác nhá. 280 000 ba bao ship các bác nhá. Đây tiếp theo là em sẽ quay đến cho các bác một cái loại nữa đó là là nho nhá. Nho thì như các bác đã biết thì nho thì trồng được ở tất cả các vùng miền rồi Và nho thân gỗ này thì nhiều người biết tới rồi Nó không phải là một giống cây mới nữa nhưng mà vẫn rất là hot Em xin mời mọi người ra xem cái lô, cái lô nho nhà em mới nhập về nhá Đây em sẽ quay cho mọi người xem Tiếp theo là cái lô nho thân gỗ tứ quý nhà em nhá Cái lô này lô choai Mọi người ơi cái lô choai này thì về các bác về trồng thì chỉ khoảng 3 đến 4 tháng là nó sẽ có hoa bói nhá mọi người ạ à. Đây là lô choai nhá lô no đây đây là nho thân gỗ tứ quý này mọi người nho thân gỗ tứ quý nhá đấy mọi em có thể quay cho mọi người xem cây thì rất là đẹp rất là xum xuê này mọi người chơi nho thân gỗ thì những những bác nào mà chơi nho rồi ý, thì các bác biết chỉ cần nhắc đến là biết là nó là dòng nho như thế nào rồi nho thân gỗ tứ quý này thì khi quả chín sẽ có màu đen nhá quả chín sẽ có màu đen và ra hoa quanh năm ra từ cây sẽ mọc từ gốc lên ngọn như thế này cây sẽ mọc từ gốc lên trên ngọn như thế này các cành này mình những bạn là những bác nào về trồng có thể tỉa tót qua đi các bác tỉa giúp con cái cái cành lá này đi để cho cây nó thoáng cây để mình chăm sóc cho nó dễ và cho cây nó tập trung phát triển cành chính nhá đấy cây thì có chiều cao là một m hai đến một m ba tùy theo cây nhé mọi người một m hai đến một m ba nhé Hiện tại cái cây dòng nho nhỡ này thì nhà con đang bán với giá là 250.000 một cây. Bác nào mua 2 cây thì con miễn ship giao tận nhà 250.000 một cây nhá mọi người. Cây nho thân gỗ tứ quý nhỡ giá 250.000 một cây. Bên con giao 2 cây miễn ship toàn quốc, mua 1 cây phí ship 30k nhá mọi người. Cây rất là đẹp này, sum xuê cành ná luôn. Và số lượng con chỉ có ít thôi Hình như là còn có 20 cây thôi mọi người ạ à. Còn có 20 cây thôi nhá Mọi người về trồng và chăm sóc Thì cây này được rất là nhanh lớn Và đặc biệt là phát triển ở cả ba vùng miền của Việt Nam mình Khu nào cũng có thể trồng được Và ở đâu cũng có thể trồng được nhá Cây thì rất là dễ trồng, dễ chăm sóc Không có khó gì hết ạ à. Đây con quay cho mọi người xem con quay cho mọi người xem. Con không đánh số bởi vì là cái cây cây này nó nó thân nó nhỏ, ai thích nhà, ai mua cây nào thì con sẽ lấy cây đấy thôi. Chứ còn con không đánh số, không đánh số mọi người ạ. À. Thì mọi người con xem như thế này cây nó xem xem nhau thì mọi người có thể cứ nhắn tin cho con thì con sẽ chọn cây đẹp cho mọi người thôi. Nó đều đều như nhau hết. Chứ không có cây nào xấu hết, hàng nhà con đều là hàng tuyển chọn hết. Mọi người có thể nhìn thấy như thế này nhá. Nho thân gỗ tứ quý Con xin nói lại là nho thân gỗ tứ quý này Con đang bán là 250.000 một cây Mua 2 cây là con miễn ship toàn quốc Mua 1 cây là phí ship là 30k nhá Phí ship 30k Rồi, lô nho thân gỗ tứ quý này thì con bỏ qua Con qua nhá, con qua để con quay cho các bác xem thêm một lô nho lứa Đây là nho 12 vụ Và thực sự là cái nho 12 vụ này thì cũng không cần, không cần phải nói nhiều Bởi vì là khi nó ra quả rồi á nó đã ra quả rồi thì nó sẽ ra liên tục liên tục liên tục và khi chín quả có màu đỏ ăn rất là ngọt và thơm ăn rất là ngọt và thơm và thực sự là cái nho thân gỗ mười hai vụ này thì nó con nhập được cái lô này nó quá là rẻ luôn cực kỳ rẻ luôn khi mà con nói giá thì chắc chắn mọi người sẽ rất là rất là thấy bất ngờ bởi vì cây to đẹp như thế này mà giá lại rẻ. Rẻ như thế này. Đấy. Tiếp theo con sẽ quay cho mọi người cái lo nô nho thân gỗ 12 vụ nhé.